Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này thì mình sẽ dành thời gian ra để hướng dẫn cho các bạn, những bạn mà đang làm bên văn phòng ấy, chúng ta có thời gian khoảng tầm 8 tiếng một ngày á. Mà nếu trong khoảng thời gian đó các bạn rảnh đúng không, thì chúng ta có thể sử dụng máy tính của mình để cài một ứng dụng này vào và chúng ta kiếm tiền nhé. Thì nếu mà nhiều người có khoảng thời gian 8 tiếng trong một ngày á, nó khá là nhiều đúng không? Nên bây giờ các bạn tận dụng cái khoảng thời gian này ha. Chúng ta vừa vẫn có thể làm việc được mà chúng ta vẫn có thể là kiếm được tiền. Thì trên màn hình thì các bạn cũng đang nhìn thấy nè, mình đang sử dụng một cái trình giả lập của Node và mình đang cài một cái ứng dụng ha. Ứng dụng này thì nó sẽ cho các bạn xem quảng cáo và chúng ta xem quảng cáo chúng ta nhận tiền ha. Sau khi mà các bạn kiếm đủ cái số lượng mà cần rút á thì chúng ta nhấp vào trong cái phần ví nè. Hiện tại thì trên đây của mình đang có là 0.7 đô và mình gọi là vừa sử dụng ở trên máy tính ha, mình làm việc ở trên máy tính hay gì đó thì mình để một cái tab nó nhỏ nhỏ ở đây nè, thì mình cứ kích quảng cáo ha, thì cái quảng cáo nó xuất hiện ngay chỗ vị trí nè, cái phần hộp quà ở đây là các bạn thấy nó là quảng cáo ha, thì chúng ta kích vào quảng cáo nè để xem quảng cáo. Đây thì sau khi mà xem quảng cáo xong á thì chúng ta nhận coin ha, nó sẽ tùy thuộc vào ha, và nó có thêm một cái phần nữa là có một cái thủ thuật để cho nó xuất hiện được là cái số lượng hộp quà nhiều hơn, và cái khi mà các bạn xem quảng cáo xong thì nó sẽ trả cho các bạn cũng nhiều coin hơn ha, thì cái đó chút nữa mình chỉ ha. Khi mà chúng ta kiếm được đủ tiền rồi đó thì chúng ta có thể rút về trên cái ví. Ví ở đây thì mình sẽ sử dụng là ví ở trên của Payeer ha. Mình rút về trên cổng của Payeer. Đây là ví điện tử Payeer ha, và chúng ta có thể là sử dụng cái ví này để chúng ta trao đổi ở trên những cái sàn. Hiện tại thì có sàn giao dịch có thể là thu mua cái đô Payeer này rồi. Nên là các bạn yên tâm ha. Khi nào mà các bạn kiếm đủ 10 đô trên cái ví của Payeer thì chúng ta sẽ chuyển lên trên đó và chúng ta bán lấy ra khoảng tầm là 231.000 ha. Ok, thì đây là cái ví Payeer của mình hang đang có sẵn ở trong đây, đó là 1.1 đô á, thì mình cũng xem ở trên cái ứng dụng này nè, và sau đó thì mình rút về trên đây. Thì bây giờ mình cũng sẽ thực hiện rút tiền ha. Mình chọn vào là copy cái địa chỉ ví nè. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào là cái cổng rút của Payeer ha. Rồi kế tiếp nữa thì mình nhập cái địa chỉ ví vào trong đây, và ở đây thì mình sẽ nhập cái số tiền cần rút. Hiện tại thì mình đang có là 0.7 đô ha, thì mình sẽ chọn rút tiền luôn. Đó, và chúng ta bấm vào OK thì tiền nó sẽ về trong vòng khoảng tầm vài phút nè, nếu mà chậm nhất thì cũng khoảng trong vòng một ngày thì các bạn sẽ nhận được tiền thôi. Với cái ứng dụng này thì nó rất là tuyệt khi mà chúng ta có thể là dành thời gian ra để kiếm tiền ở trên đây. OK, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái ứng dụng để giả lập ở trên máy tính ha. Thì mình nghĩ rằng chắc nhiều bạn cũng chưa biết cái này đâu, nên bây giờ thì mình cho cái này nó xuống đi ha, để mở cái này lên cho nó bự ha. Đến phần hướng dẫn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ gõ là cái ứng dụng đó nó có tên là Node ha, Node Layer ở đây ha, chúng ta thấy là Node Layer ha, đó là một cái ứng dụng dùng để giả lập, thì các bạn có thể là bấm và tải về ở đây, nó có rất là nhiều cái nơi để cho các bạn có thể tải về. Sau khi các bạn tải về thì chúng ta cài thì nó sẽ xuất hiện ra bên ngoài của màn hình, nó có cái phần giao diện giống như thế này ha, có chữ Node nè ha. Rồi bây giờ thì chúng ta mở cái ứng dụng này lên. Khi mở cái ứng dụng này lên đó thì các bạn cần phải là đăng nhập cái tài khoản. Bây giờ cái này của chúng ta nó giống như là một cái chiếc điện thoại như vậy ha, thay vì chúng ta sử dụng trên điện thoại này để chúng ta xem không, thì lúc nào chúng ta cũng phải bấm bấm trên đây không, để không thể nào làm việc ở trên màn hình máy tính đúng không. Thì bây giờ chúng ta sử dụng trình giả lập ở trên máy tính để mà các bạn có thể là vừa thao tác được ở trên đó ha, nó giống như một cái chiếc điện thoại thứ hai như vậy để cho chúng ta có thể là làm việc cho nó dễ dàng hơn. Rồi các bạn đăng nhập cái tài khoản ha, thì ở trên đây nó cũng sẽ có cái Google Play ha, thì chúng ta sẽ bấm vào tải về đó. Thì cái đường link mình sẽ để cho các bạn cái đường link tải hai cái ứng dụng này. Ngoài ra thì nó còn thêm một cái ứng dụng nữa ha, đó là cái ứng dụng là GV. Cả hai cái ứng dụng này nó đều là giống nhau hết, nó giống nhau về cách chơi hết ha, và kiếm tiền y chang nhau luôn, rút tiền cũng như vậy luôn. Trên đây thì mình thường hay thay đổi, ví dụ như mình xem cái ứng dụng GV đúng không, xem đến khi nào mình thấy bây giờ nó cho cái số lượng coin á nó ít quá, mình không sử dụng nó nữa ha, mình tắt đi và mình mở lại bên thằng là Watobi này để mình xem thì sao, thì nó trả nhiều coin hơn. Thì mình có thể là các bạn có thể thay đổi liên tục ha, thay đổi liên tục thì hai cái này nó đều là giống nhau y chang nhau hết, và cách chơi cách rút tiền nó cũng đều như vậy hết ha. Nên là bây giờ chúng ta sử dụng trên máy tính không, thì chúng ta tận dụng một cái khoảng không nào đó trên máy tính nè, giống như mình di chuyển cái tab này nó chạy xung quanh ha, thì ngoài ra thì còn nguyên một cái màn hình lớn bên đây thì chúng ta có thể sử dụng làm những cái việc khác đúng không. Ví dụ như bạn làm cái gì trên màn hình này đi thì lâu lâu bạn nhìn qua bên đây đúng không, bạn sẽ bấm vào trong phần hộp quà nè và bấm vào xem quảng cáo.
Thì như vậy một ngày bạn có thể kiếm được khoảng tầm 1 đô ha. 1 đô là nếu mà tính ra thì bán ra được khoảng 23 ngàn, đó là dành cho những bạn mà chúng ta chưa có nhiều thời gian lắm. Chứ nếu mà 8 tiếng mà bạn ngồi bằng kích như thế này á thì mình nghĩ nó phải nhiều hơn á, chứ nó không ít được đâu. Đó, đây là chạy một cái ha, chạy một cái giả lập thôi. Nếu mà máy tính của bạn mạnh đúng không, thì chúng ta có thể chạy nhiều giả lập. Thì lúc đó các bạn có thể là mỗi một giả lập như vậy thì các bạn có thể kiếm được là tiền ở trên đó ha, và rút về trên ví. Ở đây máy yếu thì các bạn chỉ cần tải một cái thôi, một cái thôi, tại chúng ta sẽ chừa cái khoảng không gian cho thiết bị của mình chạy nữa. Tại vì khi mà chúng ta giả lập như thế này á thì đầu tiên nó đòi hỏi là cái cấu hình máy của bạn phải từ trung bình khá trở lên ha, RAM phải nhiều, cái thứ hai là RAM phải nhiều, và cái thứ ba nữa là đồ họa của máy tính của bạn á nó cũng phải cao ha, và cái thứ tư nữa là cái ổ C của bạn á, dung lượng nó cũng phải nhiều. Đó là khi mà các bạn giả lập hàng loạt á, là khoảng tầm đâu 10 cái tab giả lập đó thì máy tính của bạn phải mạnh ra. Còn các bạn giả lập một cái như thế này thôi thì không cần cái máy tính yếu cả nào, chúng ta vẫn có thể chạy được bình thường ha. Đó là mình vừa hướng dẫn cho bạn ha, cách cũng khá là đơn giản đúng không? Ok, thì lúc nãy mình rút tiền đúng không, bạn thấy là mình đang có là 1.1 đô á, bây giờ thì nó cũng đã về tiền rồi. Mình mở lên cho các bạn xem ha, mình mới vừa rút về ha, thì 0.7 đúng không, thì nó về với mình còn là 0.69, bởi vì nó trừ phí nữa ha, nó trừ phí nữa. Đây ha, mình rút ha, hôm nay là ngày 19 của tháng 7 ha. Đó, các bạn thấy ha, rút về ra rất là nhanh đúng không? Chúng ta thấy là làm việc, vừa làm việc mà các bạn vừa có thể là tận dụng cái khoản, một cái khoản không nào đó để chúng ta có thể kiếm tiền ở trên đây đúng không? Cũng đơn giản thôi, cũng không có khó đâu. Rồi bây giờ đến cái phần là nếu mà các bạn xem đúng không, cái quảng cáo ở trên đây mà nó bây giờ nó ít coi quá. Ví dụ như bây giờ chả còn có một coi thôi thì làm sao đây? Thì chúng ta lại có thêm một cái khác nữa là chúng ta tải cái ứng dụng là những cái phần mềm mà Face ID á, gọi là Face ID, dùng mục đích là để chúng ta chuyển cái IP của chúng ta từ Việt Nam sang bên một cái quốc gia nào đó. Tại vì bạn biết là khi mà tỷ lệ mà chi trả tiền quảng cáo đúng không, ở Việt Nam nó thấp hơn so với Mỹ nè, Canada nè, Anh nè, hoặc là Nhật Bản, Singapore, thì cái giá thầu quảng cáo á, của mỗi quốc gia nó sẽ khác nhau. Nên là ở Việt Nam thì giá thầu quảng cáo nó hơi thấp, nên chúng ta sử dụng cái ứng dụng này để mà chúng ta chuyển cái IP á. Và bây giờ cái ứng dụng này nó hiểu là bạn đang ở vị trí đó là quốc gia là Mỹ, và nó sẽ trả cho bạn cái tiền quảng cáo cao hơn. Đó thì chúng ta sử dụng, mình ở đây thì mình tải cái ứng dụng là Turbo VPN hả, đây là cái ứng dụng này, và chúng ta có thể sử dụng nó để phay ép sang thị trường Mỹ để mà nó sẽ chi trả tiền quảng cáo cao hơn. Đây thì các bạn tải về, chúng ta không cần phải đăng ký tài khoản hết á, chúng ta sử dụng miễn phí free á. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn sang cái thị trường, cái IP bây giờ đó. Các bạn có thể chọn sang IP của Canada nè. Canada thì nó còn có những cái này. Rồi, bạn có thể chọn sang thị trường của Mỹ ha, để chúng ta phải IP. Ví dụ như mình chọn sang thị trường của Mỹ ha, và Los Angeles nè. Rồi mình chọn vào là Connect ha. Bây giờ là nó đang tìm cho chúng ta cái máy chủ để kết nối. Mình bấm tắt đi, cái này các bạn không cần phải đăng ký tài khoản ha. Chúng ta sử dụng miễn phí. Như thế này là ok rồi, kết nối xong rồi ha. Rồi bây giờ thì mình bật cái ứng dụng Turbo, cái ứng dụng là Quad to be lên. Ok, thì bây giờ chúng ta bật cái ứng dụng Quad to be lên ha. Thì bạn thấy đang có 58 coin ha, mình xem lúc nãy đó. Bây giờ thì mình thử xem lại xem là nó có trả nhiều hơn không ha. Cái này thì chúng ta xem một hồi á thì bắt đầu chúng ta mới biết được là cái vị trí IP đó đó nó có gọi là giúp chúng ta kiếm được nhiều coin hay không. Nếu mà không kiếm được nhiều coin thì chúng ta lại chuyển cái IP sang một cái quốc gia khác nữa, đến một cái IP nào đó, một quốc gia nào đó mà bạn thấy là bây giờ đó mình nhận được cái tiền quảng cáo nó nhiều hơn thì chúng ta để chúng ta chạy ha. Đây thì khi mà chúng ta phay IP á thì nó sẽ ra cái coin nó nhiều hơn. Lúc đầu có thể là nó chỉ khoảng đâu tầm là vài coin thôi, nhưng mà khi mà bạn phay IP xong á thì bạn xem quảng cáo đúng không, thì nó sẽ trả cho bạn nhiều hơn. Và cứ như vậy thôi, nếu mà cái IP đó mà chúng ta xem xong mà các bạn thấy là nó ít coin quá đó thì chúng ta lại chọn sang một cái IP khác nữa để chúng ta xem. Đó thì mình đang gọi là đang chỉ là cho các bạn như vậy thôi. Ngoài ra thì nếu mà sau này bạn chơi mà bạn biết thêm những cái mẹo gì nữa thì chúng ta có thể là nâng cấp lên thêm để mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn ha. Đó thì với cái ứng dụng này nó cũng khá là đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ cần là xem quảng cáo thôi. Và chúng ta cho nó xuất hiện ở một góc nhỏ nhỏ nào đó để mà nó không có chiếm diện tích màn hình của các bạn, thì chúng ta vừa có thể làm việc được nè, rồi vừa có thể là kiếm thêm tiền từ cái việc là chúng ta tải một cái ứng dụng về và xem quảng cáo. Thì cái công việc này nó cũng không hề khó đúng không?
Nó chỉ chiếm một chút xíu diện tích thôi, và cái nữa là nó cũng không mất quá nhiều thời gian. Các bạn lâu lâu thì chúng ta để ý sang và chúng ta lít quảng cáo ấy, khi nào mà nó chạy xong rồi các bạn bấm tắt, tắt xong thì chúng ta bấm vào trong cái hộp quà để cho nó chạy quảng cáo tiếp tục nữa. Thì một ngày có thể kiếm được khoảng tầm là mấy chục ngàn ấy, 1 đến 2 đô ha. Nếu mà chúng ta siêng nữa, chúng ta có cách nào khác nữa thì các bạn có thể kiếm được nhiều hơn. Đây thì được 1.800 ha. Đó, cứ như vậy thôi. Mình thấy có nhiều người sử dụng trên điện thoại á, thì họ kiếm một cái quảng cáo như vậy hơn 4.000 coin á. Có thể là họ đang chuyển đúng một cái IP đó sang một cái thị trường nào đó mà nó đang gọi là thị trường ngách, và nó đang trả tiền quảng cáo cao hơn á. Ok, như vậy là mình cũng mới vừa hướng dẫn cho bạn xong về cái cách là chúng ta tận dụng cái khoảng thời gian rảnh rỗi khi mà chúng ta đang làm việc ở văn phòng, đúng không? Và chúng ta có thể là kiếm thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai nữa. Sau khi mà các bạn rút được về trên cái ví của Payeer này nè, thì chúng ta sẽ chuyển lên trên sàn của Remity ha. Remity là sàn này ha, và chúng ta có thể bán lấy tiền ra. Mình thì mình hay bán ở trên sàn này ha. Các bạn đăng ký tài khoản và sau đó thì chúng ta xác thực cái tài khoản của bạn và add cái số tài khoản ngân hàng vào trong cái trang web này, và chúng ta bán đô Payeer ha. Thì bán đô Payeer ở đây tỷ giá của nó là 23.100 nè. Các bạn có thể chọn bán ở đây ha. Ở phía dưới này thì bạn có thể mua đô Payeer, tỷ lệ mua và bán thì nó lệch nhau chút xíu, khoảng 1.300 đồng ấy. Các bạn mua đô Payeer thì phải trả là 24.400 đồng thì chúng ta mua được 1 đô ha, còn bán thì các bạn sẽ chỉ nhận được 23.100 đồng thôi. Thì đây các bạn có thể thấy ha, có thể mua bán được ở trên đây, và min giao dịch ở trên đây nó là 10 đô. Nên là cứ mỗi một ngày như vậy thì bạn xem cái ứng dụng đó, đúng không? Mỗi một ngày mình cho là khoảng 1 đô thôi, thì 10 ngày bạn kiếm được 10 đô. 10 đô thì tính ra được là khoảng 230.000. Nếu mà một tháng như vậy bạn cứ xuyên suốt bạn xem như vậy thì một tháng bạn kiếm được cũng khoảng tầm là 600 700 ngàn á, khoảng 700 ngàn một tháng, thì dư sức đóng tiền điện nè, tiền điện thoại luôn, đúng không? Đó, một cái nguồn thu nhập đến mà nó bất ngờ như vậy, mà chúng ta nếu mà tận dụng được thì các bạn có thể kiếm được tiền ha, và trang trải cho cuộc sống của mình. Rồi, như vậy thì mình cũng vừa hướng dẫn cho bạn xong, và bây giờ thì mình kết thúc thật đây ha, không kết thúc giả nữa. Video này thì mình sẽ xin tạm dừng ở đây, và nếu các bạn có gặp khó khăn gì đó thì các bạn sẽ để lại phần bình luận ở video này ha, để mọi người cùng góp ý và gọi là trao đổi hơn để cho cuộc sống nó tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.